Hello chị Chi. Xin chào con bạn cô chú. Hello cô chú anh chị ơi, sáng nay em Chi ngày đầu tiên đi học nè mọi người. Để cho cô chú ông bà cô chú coi cái đồng phục của Chi nè. Quá trời đẹp luôn, có thắt cà vạt nữa ha. Rồi áo sơ mi ở trong rồi cái bộ này ở ngoài ha. Rồi thêm cái áo khoác nữa nè, nhưng mà hôm nay áo khoác chắc một chút nó cởi ra cô chú rồi, tại vì hôm nay 26 27 độ lận, trời nóng ấm ha mọi người. Rồi bữa nay Chi có excited không? Chị nôn nao đi học không? Hôm nay có đi học vui bạn quá mới. Vui quá hả? Xin chào con bà cô chú. Thương bà con đi học. Thương bà con đi học. Đây hôm nay chở cho chị đi học bằng xe đạp hả cô chú anh chị. Hôm nay trời nắng rất là ấm luôn mọi người. Hôm nay tới 25, 26, 27 độ gì lận. Đây nè, em Chi đã sẵn sàng rồi nè cô chú ơi. Đưa giỏ cho mẹ. Rồi chuẩn bị leo lên xe nè. Chị đã đi chưa? Chị chuẩn bị đi chưa? Sẵn sàng chưa? Let's go. Đây nè, chị chọn bà cô chú đi. Xin chào con bà cô chú. Đã tới trường rồi cô chú ơi. 9 giờ rưỡi hôm nay là ngày đầu tiên đi học, thì chỉ học có 2 tiếng ha cô chú anh chị, từ 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi. Nhưng mà bây giờ Kim đến đây chỉ có 9 giờ 15 là chưa thấy ai mọi người. Mình đưa là đưa ở cổng sau của trường ha cô chú anh chị. Sẽ có người mở cổng sau và lúc đón con cũng đón ở đây luôn. 9 giờ rưỡi thì tới 11 giờ rưỡi là đúng 11 giờ rưỡi phải đến đây đón. Ơi có bạn đến kìa chị kìa. Có một bạn đang đi bộ đến kìa chị thấy không? But that's not my friend. Maybe xem có khi nào bạn học chung với con nữa đó. Hello chị. Chị hỏi chị đi về, chị chừng nào chị đi ra chị nhớ cầm bình nước cho mẹ nha. Hồi nãy đứng ngoài sau nhưng mà không đúng, mọi người cũng có mấy phụ huynh đứng sau á, xong rồi không có thấy đông người á. Xong rồi cái có một người gọi cho văn phòng thì người ta nói là ở cửa trước ha cô chú anh chị. Kim đã về tới nhà rồi nè cô chú anh chị. Thì từ nhà Kim thì chỗ trường của Chi về tới nhà Kim là khoảng 10 phút chưa đến ha cô chú anh chị. Hôm nay là ngày đầu tiên em Chi đi học. Thì nhà trường có tặng một món quà nè mọi người, một thanh sô cô la, một gói trà túi lọc á cô chú anh chị. Rồi có cái gì trong đây nữa nè không biết nữa, giống như là cái khăn á. Này để cho mẹ đem về uống trà ăn chocolate buổi sáng ha. Đây nè. Dear parent. Kim để cái xe đạp ở ngoài luôn cô chú anh chị, chứ không có dẹp giờ một chút nữa là đi đón Chi rồi mọi người. Khoảng hơn một tiếng nữa thôi. Tại vì gửi buổi đầu thì Chi đi học chỉ có 2 tiếng thôi cô chú anh chị. Bây giờ Kim về tranh thủ hồi sáng Kim dậy Kim đã cho cái máy giặt nó lên rồi. Bây giờ Kim về Kim sẽ phơi đồ lên. Rồi dọn dẹp một chút xíu đi đón Chi ha cô chú anh chị. Thì hôm bữa cũng có cô chú anh chị comment hỏi Kim là con của Kim đã bao nhiêu tuổi và bây giờ là đi học lớp mấy đó mọi người. Thì Chi Chi nhà Kim năm nay là 4 tuổi và sắp sinh nhật 5 tuổi hả cô chú anh chị. Ở bên Anh thì trẻ em 4 tuổi là sẽ được đi học cái lớp, không phải là lớp 1 hả mọi người, mà giống như là cái lớp để chuẩn bị cho lớp 1. Thì Chi Chi, nếu như tại vì Chi Chi là sinh nhật vào cuối tháng 9. Nếu mà Chi Chi mà sinh nhật đầu tháng 9 đó là Chi Chi đã được đi học từ năm ngoái rồi đó cô chú anh chị. Nhưng mà do Chi Chi là sinh nhật vào cuối tháng 9 cho nên năm nhập học năm ngoái á, là đầu tháng 9 năm ngoái là Chi chưa có đủ 4 tuổi cô chú anh chị, cho nên là đợi đến năm nay. Thì năm nay Chi đi học là giống như là 5 tuổi luôn rồi đó cô chú anh chị. Tại vì cuối tháng này là Chi đã được 5 tuổi. Thì trong lớp sẽ có những cái bạn 4 tuổi và những cái bạn 5 tuổi như Chi. Là do sinh nhật của mỗi người ha. Trước khi mà về Việt Nam á cô chú anh chị thì ở nhà trường có là một cái buổi họp mặt để gặp phụ huynh và các em nhỏ nè cô chú anh chị, để mình đến đó mình có thể tham quan trong phòng học trường học, xem ở trong đó cái năm đầu tiên thì giáo viên sẽ dạy cho học sinh cái gì ha. Phụ huynh và trẻ em thì được đi vào đó xem và các em cũng có một cái buổi chơi rất là vui trong đó. Bây giờ là sắp vào thu rồi đó cô chú anh chị, cho nên là lá cây nó cũng đã bắt đầu đổi màu rồi mọi người. Và hoa thì cũng sắp tàn hết rồi cô chú anh chị. Bây giờ là chuẩn bị cho một cái năm tiếp theo đó mọi người.
Hôm nay thì Kim sẽ dọn cái vườn bớt, dọn được bao nhiêu thì dọn ha cô chú anh chị, thì dọn từ từ. Chị đã học xong rồi là cô chú anh chị ơi, bây giờ đi về nè. Ơ đứng lên con mò cái gì, giơ cái tay con đen thu dính nhớt á nha. Dính dầu nhớt á. My last walk and I go to the shop. Tại shop mua cái gì? Kẹo. Kẹo trời ơi trời. Mới sáng ra mà anh đòi mua kẹo nè, chịu nổi mua, không? Mua kẹo. Không, đâu có mua kẹo đâu. Mua kẹo. Bữa nay đi học có bạn nhiều không? Vui không? Vui quá. Vui quá. Chị đi học rồi. Chị có một cái lá thư nè cô chú anh chị, với lại một cái dây này, nói là để đo xem là em chi ca bao nhiêu hả cô chú anh chị. Đó, có cái thước đo nè. Rồi đi về con, đừng cắn móng tay nữa nè chị nè. Thì đi học ở Anh thì được miễn phí ha cô chú anh chị. Bên cạnh là được miễn phí học phí thì ở trường sẽ cấp cặp sách nè, và có những cái bài tập về nhà, sách vở gì đó, nói chung là những cái dụng cụ học tập gì là mình không cần phải mua ha cô chú anh chị. Nhưng mà bên cạnh đó thì những thứ là mình cần phải mua, có nghĩa là đồng phục, giày dép, quần áo gì đó là mình phải mua ha. Và là giống như bữa ăn sáng thì bữa ăn sáng đó mình cũng phải trả tiền nếu như mình muốn đăng ký cho con mình ăn sáng ở trường ha. Và có sau giờ học thì Chi sẽ đi học từ 8:50 sáng cho đến 3:15 chiều. Thì sau 3:15 chiều ở trường sẽ có cái giữ trẻ nữa đó mọi người. Thì người ta sẽ giữ con mình cho đến từ 3:15 cho đến 6:00 chiều. Thì cái buổi chiều đó là khoảng gần 3 tiếng đó cô chú anh chị, là 9 đô một à không, là 9 bảng Anh một ngày ha mọi người. Nếu như muốn gửi con sau giờ học là 9 bảng Anh một ngày. Còn nếu như ai muốn đón con về sớm thì cũng có thì cũng được ha. Từ 3:30 trở đến từ 3:30 đến 6:00 chiều á, thì hôm bữa khi mà trường thông báo như vậy á, thì Kim có đăng ký nhưng mà đã hết chỗ rồi mọi người. Tại vì những cái người mà đăng ký như vậy là đăng ký trước cả năm trời đó cô chú anh chị, hoặc là gia đình mà có giống như có con đi học ở trong đó rồi đó, bây giờ người ta biết người ta đăng ký trước, hoặc là nhà trường sẽ ưu tiên cho những cái gia đình mà đã có con ở trong đó đi học ở trong đó, những bé mà lớp lớn hơn đó thì người ta gửi chung luôn, thì cũng có ưu tiên rồi, thì mình muốn đăng ký cũng không có được ha cô chú anh chị. Còn đi học giờ ăn trưa thì mình cũng đem theo cơm trưa cho bé ha. Có nhiều trường học là người ta sẽ có bao gồm trong đó luôn là ăn trưa cho trẻ đến 3 năm đầu tiên, nhưng mà ở trường của Chi thì không có ha cô chú anh chị. Và ở trường sẽ có giống như là cho uống sữa nè, ăn trái cây hoặc là ăn nhẹ đó. Thì những cái đó mình cũng đóng tiền hả cô chú anh chị, nhưng mà một năm thì cũng rẻ chứ không có mắc. Uống sữa, tiền uống sữa giữa bữa với lại ăn nhẹ đó thì một năm khoảng 60 mấy, chưa đến 70 bảng Anh hả cô chú anh chị. Ai dạ. Chị mới giờ đã thay đồ nè cô chú anh chị, đầm lấp la lấp lánh ăn hết cục kẹo sô-cô-la của mẹ luôn. Cục kẹo là người ta cho trong một cái gói này nè cô chú anh chị, có một gói trà để về ba mẹ đưa con về xong rồi uống trà ăn sô cô la, có một miếng giấy để chùi nước mắt nữa ha mọi người. Rồi đây là cái miếng giấy, cái này là lúc nãy khi mà đi ra cô đưa nè. Cái này là cô giáo kêu là mở cái này vào ngày cuối cùng của ngày cuối cùng đi học hả cô chú anh chị, là ngày cuối năm á, để xem coi ca bao nhiêu. Ngày hôm nay ở trường cô giáo đã đo cái sợi dây, đo cho Chi ca bao nhiêu rồi, rồi sẽ cắt cái sợi dây bằng với cái chiều cao của bé đó, rồi tới cuối năm học á mình sẽ lấy sợi dây này ra, mở hộp này ra để đo xem coi mình đã cao thêm được bao nhiêu hả cô chú anh chị. Và đây là những cái tấm hình nè, những tấm hình hôm nay chụp, thì mai mốt khi mỗi khi mình đi đón con á thì cầm cái hình này theo đưa cho nhà trường xem là có cái hình này thì mình mới được đón con mình về hả cô chú anh chị. Để không có bị giống như là không có bị thất lạc trẻ em đó, thất lạc học sinh đó, hoặc là đón nhầm á mọi người. Chị ăn trưa nè con bà cô chú ơi. Chị ăn gì á? Nui. Nui hả? Cái này Kim hay gọi là nui, nhưng mà cái này giống như là há cảo hay là cái gì hả cô chú anh chị. Người ta làm ở trong đây là nhân phô mai với thịt ở trong đây nè. Mua thẳng sẵn ở siêu thị đó cô chú anh chị, xong rồi về mình luộc lên thôi. Nè bữa trưa nhanh hả cô chú anh chị. Chị em Chi ăn Chi rất là thích luôn. Ủa, của mẹ mà. Muốn nữa. Muốn nữa hả?
Chi cô ông bà cô chú thấy bữa nay chi nói tiếng Việt giỏi không mọi người? Chi đi về Việt Nam, chi đi về Việt Nam ở một tháng, bây giờ là nói được tiếng Việt đích rồi đó cô chú anh chị. Xong rồi Kim cũng có mua cái đũa này nè cho chi tập ăn nè cô chú. Giỏi quá, chi giỏi quá. Công chúa. Nè, mẹ có trứng cho chi nè. What did you do? Let's get all of them out. Chưa, con ăn xong cái đó đi, cái này gõ gõ này nè. Chi nó ăn lạc như vậy đó cô chú, nó không có ăn cái nước chấm, nước chan gì hết trơn á. Còn Kim thì phải để thêm miếng nước tương nữa nè. Chứ không á, nó nhạt lắm Kim. Dạ, ăn nước tương không? Hả? Nước tương. I want to see. Nè, con liếm miếng thử coi. Thấy sao? Nó ngon mà. Không có ngon. Rồi xin mời cô chú anh chị nha. Của con ăn đi, của mẹ có rồi. Trời gấp đũa giỏi quá thôi. Chấm đó hả? Con gấp thử miếng này coi. Gấp thử miếng này có nước tương thử coi. Được không? Nó một đâu. Nhiều quá hả? Thì chấm đi, thấy của con không chấm. Mà, if you get a little bit, they have loaves inside. Ừ. Bữa ăn trưa nhanh như vậy đó cô chú anh chị. À, chỉ có cái há cảo đó luộc với lại bông cải xanh và trứng. Xanh và trứng. Đừng ăn vậy con, người của mẹ. Mình mở khác cho con. Mấy cái hoa này nó đã tàn hết rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ Kim sẽ cắt dọn bớt nè. Hôm nay dọn được bao nhiêu thì dọn, không xong thì ngày mai sẽ dọn tiếp hả mọi người. Ba của Chi Chi thì đã đi công tác từ thứ hai rồi cô chú anh chị, đi hết cả tuần này luôn. Đến thứ sáu phải 7 giờ tối thứ sáu mới về tới mọi người. Thì về tới thì ba Chi cũng ở nhà một ngày thứ bảy thôi. Tại vì thứ bảy là buổi sáng Chi nó có đi học nhảy đó cô chú anh chị. Xong rồi buổi chiều Chi lại có tiệc sinh nhật của bạn đối diện ở nhà đó cô chú anh chị. Cho nên là ba sẽ ở nhà một ngày thứ bảy và sáng chủ nhật ba lại có khách hàng. Là ba đi đánh golf với lại khách cho đến tối luôn mọi người. Thì sáng thứ hai ba lại dậy sớm, ba lại đi công tác tiếp. Tuần này thì ba Chi đi công tác châu Âu của chú anh chị. Thì thứ hai tuần sau là ba Chi đi Mỹ ha mọi người. Công việc của ba Chi là lúc nào cũng đi công tác như vậy đó mọi người. Tại vì mình sống ở Anh á, nhưng mà văn phòng công ty ở châu Âu là Hà Lan, ở Amsterdam đó cô chú anh chị. Và có văn phòng ở Mỹ và ở Nhật nữa. Ở Anh thì không có công ty của chú anh chị, cho nên là cái công việc là ở nước ngoài ha mọi người. Kim có hai cái bông hoa hướng dương nè cô chú anh chị, nó đã có hạt rồi nè. Cái hạt đã già rồi nè mọi người.
đã gọn gàng đẹp gái rồi nè cô chú anh chị, dọn dẹp xong rồi ha. Cái này vẫn còn bông với trái nhiều lắm mọi người, nếu mà bây giờ mình tưới phân á là dưỡng những cái trái này nè, nó sẽ to lắm đó cô chú anh chị. Đây nè, những cái này giống như là ngó dâu ha mọi người, những cái ngó này nè nó cũng ra bông ra trái luôn nè cô chú anh chị nè, nó mọc nhánh xuống đây nè, ra bông ra trái dưới đây quá chừng luôn nè. Buổi tối Kim có thịt gà ha cô chú anh chị, thịt gà này người ta quấn với lại cái thịt xông khói đó cô chú anh chị, xúc xích và thịt viên, có một ít khoai tây chiên thì Kim để lò nướng Kim nướng luôn. Thì cái này ít khoai tây thôi cho Chi thôi cô chú anh chị, còn Kim thì ăn cơm. Hôm qua thì Chi nó mới ăn cơm rồi, hôm nay nó sẽ không có ăn nữa đâu cô chú anh chị. Nó ăn mà 2 ngày liên tục là Chi nó sẽ ngán. Cái khoai này nó đã chín rồi cô chú anh chị, Kim xúc cái khoai ra trước. Đây nè cô chú anh chị, Kim đã xong rồi nè, Kim ăn cơm ha. Đây Kim có dưa leo với lại bắp cải giống như làm chua đó cô chú anh chị. Ở đây Chi Chi nè, cho mẹ coi cơ, cô chú coi chị ăn cái gì. Chị thích không? Ngon không? Chị ăn hết như đó không? Không hết hả? Không, đưa đây mẹ cắt cho. Nó không cắt. Thịt đó, đây nè. Cắt không? Không cắt sợ ăn. Xúc thịt ngon không Chi? Lâu quá. Nóng quá, đợi xíu đi con. I like this sausage. It's very tiny. Xúc thịt bên đây thường người ta làm bằng thịt tươi á cô chú anh chị. Ta làm xong cái người ta bán luôn chứ không phải là phơi khô giống như của mình.